Chào các bạn đã đến với lớp dạy nghề sửa chữa máy may Nam Quyền. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách dán cái chân vịt Mỹ của máy Kansai thì ba kim. Thì cái này á là thông thường người ta là sẽ đòi hỏi mình may ba kim, thì là đòi hỏi mình may này, thì một cây kim nó sẽ là sát Mỹ với cái đường may ở cái mép vải này. Đấy, và một cây nó nằm ở bên ngoài, một cây nằm ở giữa bên này. Thì cái việc này là chúng ta thông thường là chúng ta sẽ sử dụng cái chân vịt bình thường như này mà nó có mũi tàu như này, thì chúng ta sử dụng như này may thì cũng được, thế nhưng mà cái độ chính xác nó sẽ không cao, mà nó cũng bất lợi ở cái là chân vịt đó là cái đường may này, cây đường may này thì chúng ta gặp Mỹ lại thì bên này nó đường bắt sổ, chúng ta thấy không? Bên này là một đường bắt sổ, chúng ta gặp lại thì nó sẽ là một bên cao bên thấp. Đấy, thì chúng ta thấy bên này là bên cao, bên này là bên thấp. Thì may bình thường như vậy thì cái chân vịt này chúng ta chỉ làm một cái chân vịt bằng, thì chúng ta đẹn lên đây thì chúng ta may như thế này, thì cái chân vịt này của chúng ta chỉ sẽ giữ được mặt bên này, và mặt bên này chúng ta không giữ được bởi do bên này thấp hơn, thì nó sẽ sinh ra là cái bên này nó không có tác dụng, thì sẽ sinh ra là xác suất nó bỏ mũi, nó có thể xảy ra cái trường hợp bỏ mũi và mo và vải bên này, do bên này nó không có cái chân vịt nó đẹp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là dán một cái chân vịt Mỹ, và nó sẽ ôm sát được cái đường may này cũng rất chuẩn, và nó sẽ đè được cái miếng vải bên này, nó sẽ giúp các bạn nó sẽ được hạn chế được cái việc bỏ mũi và hạn chế được cái việc bị mua vải, và cũng thay thế được cái mũi tàu này luôn. Thì bây giờ cái này là mình sẽ bỏ cái mũi tàu này đi. Đấy, các bạn cứ theo dõi lần lượt mình sẽ làm này, theo dõi thật kỹ. Mình sẽ sử dụng miếng nửa miếng này thôi. Rồi, đây mình cắt đôi này ra. Thì đây, cái đường của chúng ta như này, nếu mà chúng ta căn cái chân vịt đó để cho cái chân vịt giữa, cái chiếc kim giữa nó lọt vào cái mép này, lọt vào mép vải này, để cho chân vịt giữa nó lọt được mép vải này. Thì chúng ta sẽ phải chia đôi cái khe giữa của chân vịt này đây, khe giữa kim, cái giữa đây là cái kim giữa này, chúng ta phải chia đôi cái này ra. Đấy, chúng ta may như này, cái đầu chân vịt này quay về lòng mình, thì chúng ta sẽ mí ở bên này, thì chúng ta sẽ dán ở bên này. Đây, sẽ dán như thế này. Đó, che vào đây, căn làm sao cho nó chính giữa này, căn nó chính giữa. Giờ trước hết là chúng ta sẽ bẻ cái đầu này lên để chúng ta sẽ làm cái mũi tàu, bẻ đầu thật cân này, thì bên này thật sát mép đây. Đó, thật sát mép như này. Đầu móc lên cho nó hình thành cái đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đặt sát này. Bây giờ trước hết là chúng ta sẽ chiết cái đầu này đi, chiết mép này lại, chiết cái cào qua cho nó có độ nhám xíu, mình dán lên dễ ăn. Rồi, ta cho một lớp keo mỏng vào đây. Như chúng ta như này, giờ đây chúng ta sẽ đặt vào đây, đặt vào giữa đây cái đã, chia đôi cái này, cái đường xe giữa này ra. Rồi chúng ta này, rồi nhớ đầu này đặt lên nó bằng trên này, vừa bằng trên này luôn. Rồi chúng ta chích cho một miếng keo vào đây cho nó giữ, chích tạm cho một miếng keo vào đây cái đã. Rồi giữ cho nó cân. Rồi ok, được rồi, thì chúng ta sẽ để này, để nó sát ở dưới này. Rồi chúng ta để nó sát đây, để chúng ta sẽ dò keo xung quanh cho nó dính.
Đấy. Giờ phần còn lại này, chúng ta đã gian tính này, trên đây này chúng ta sẽ đẩy nó xuống nó vừa bằng cái mép vào cái mặt bàn này cho nó phẳng này. Đấy, cái đầu này bằng này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, sau sẽ thành cái mũi tàu là như này. Việc tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái miếng bố này. Mình sẽ cắt miếng bố này ra, mình lấy một ít thôi. Đây, chúng ta để ý đây nó là cái lỗ này giống như hình tam giác này. Thấy chưa? Lỗ này giống hình tam giác thì mình sẽ cắt cái miếng này. Đây, hình tam giác làm sao vừa lọt bằng cái mép này thôi. Vừa lọt bằng cái mép trong này. Lớn không? Nó lớn chúng ta còn lại không sao cả. Rồi, hơi lớn. Hơi lớn thì chúng ta có thể gọt bớt đi. Gọt bớt đi một xíu. Gọt bớt đi một xíu. Rồi, chúng ta đút đây. Này, chúng ta sẽ nhét vào đây. Thấy chưa? Này, nhét miếng bố vào đây. Nó sẽ tạo thành một góc vuông. Tạo thành một góc vuông, thấy chưa? Này. Này, lúc này ta bóp chặt đây, chúng ta dọc keo đây lại. Giờ thì chúng ta giờ là chỉ đợi keo nó khô nữa thôi, nó chết là chúng ta gọt. Rồi, chúng ta sẽ gọt đây. Còn bên trong này là chúng ta cũng sẽ gọt luôn. Bên trong là chúng ta sẽ gọt hết luôn. Đây, chúng ta sẽ gọt sát đây, sát mép ở chân vịt này. Sát cái mép trong của chân vịt. Bấm khéo vào tay. Đây, con mép này mặt bên trong này, tại bên trong này đang còn bị cái lỗ này, nó đang chưa lấp được, thì giờ chúng ta sẽ làm một miếng bố này nữa, hình tam giác này nữa, chúng ta sẽ nhét vào đây là xong. Đấy, này, miếng bố hình tam giác nhỏ nhỏ này, chúng ta nhét vào đây này, vừa bằng cái này là chúng ta nhét vào. Đấy, nó vừa bằng. Vừa bằng này. Chúng ta sẽ gọt nó bằng luôn, nó dư ra xíu thì chúng ta sẽ gọt nó bằng luôn. Rồi, giờ chúng ta tiến hành giỏ keo để cho nó giữ lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã dán xong cái chân vịt. Rồi, sau khi là chúng ta dán xong rồi, giờ mình lắp vào máy và mình sẽ thực hiện đường may luôn cho các bạn thấy cái lợi ích của nó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái miếng keo này, mình làm một cái bờ. Đấy, bờ bên này để mình giữ cho cái miếng cái đường may của mình nó ổn định, nó không bị chạy sang trái chạy sang phải. Để các bạn dán làm sao này. Dán làm sao cái mép này của mình và cái mép cái chân vịt này bằng nhau. Và tiếp theo miếng bên này. Cái miếng bên này thì chúng ta căn cứ theo cái bờ bắt sổ của bà ta bằng bao nhiêu, 6 ly thì chúng ta sẽ dán cái ô này nó khoảng cách từ đây ra đây nó 6 ly. Nếu bằng đây 6 ly thì chúng ta sẽ dán từ đây ra đây đủ 6 ly. Để giữ cho cái đường bắt sổ của chúng ta chạy nó ổn định ở trong cái đường may này.
nó chúng ta may này, chúng ta thấy không? Cái đường mũi tàu của chúng ta này, cái đường này này là mũi tàu này, nó sẽ bám sát cái này, này may rất dễ. Cái này chúng ta may nó rất ổn định, và cái mép đường vải này dương chỉ chúng ta sẽ không bị chạy lên chạy xuống hoặc là bị lượn ra lượn vào đâu. Đó, chúng ta căn rất dễ. Đây, đây là cái đường may khi chúng ta may xong này. Đây, đường may chúng ta may xong này. Chúng ta quan sát hoàn toàn nhé. Đây, hoàn toàn này. Cái đường chỉ may này. Ở đây, đường chỉ mí này, nó bám sát. Cái đường chỉ mí đây. Nó bám sát cái đường cái mép vải này. Nó không bị lên mà không bị xuống. Thấy chưa? Nó chạy thẳng 100% luôn. Chạy thẳng tắp từ trên xuống dưới này. Đấy, cái đường may của chúng ta. Đấy, đường mí chúng ta này. Nó chạy rất thẳng, nó không bị trèo lên cái bờ vắt sổ, cái bờ may này. Đấy, sẽ không chạy bị trèo bờ may vào đường trên này và đường dưới này, khoảng cách từ cái đường may này. Thấy chưa? Khoảng cách từ đường may này ra đến cái mép ngoài đường chỉ ngoài cùng này, và cái khoảng cách từ bên này sang bên này là hai cái rất đều nhau, mặc dù bên này rất mỏng, bên này là chỉ có một lớp thôi. Bên này tận 3 lớp thôi, nhưng mà bên này rất đều nhau, bởi vì nó có cái nhờ cái mép bên này nó đè xuống làm ra cái này nó không bị mo lại. Thực ra là hai bờ nó rất cân nhau. Đấy, chúng ta thấy đâu. Đây là đầu bờ bên vắt sổ này, bên này không này. Nhưng cả bên dưới thì cũng rất đều, nó không bị mo vải này. Đấy, vậy là bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn xem nhớ like và chia sẻ đăng ký kênh của mình để được theo dõi những video tiếp theo của mình.